Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên đây mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe cho năng. Hôm nay ba anh em đại chiến với lại cơm thịt heo sữa kho dưa cải nha. Thịt heo quay này, quay heo sữa luôn á. Cái da mình biết là cái da heo mà heo lớn thì kho thì cũng mở nhiều quá ngán. Rồi heo sữa này mà kho là hết bài luôn á. Rồi, một em 2 ký 2. Rồi, một em 2 ký 2. Em trai này cũng vậy luôn. Đó. Bây giờ ba anh em hôm nay có cái khác khác chút xíu hơn một bữa. Thế này. Cho thấy vậy đây, đúng rồi. Bây giờ ba anh em hôm nay là nhất là 1 triệu, nhì 5 xị, còn có một cái tô súp đặc biệt ai ăn hết trước. Đây cái tô này, tô canh hổ qua ở lòng canh bí đao với lại thịt heo. Đó, cái tô này là rất là đặc biệt, lý do trong cái tô này nó có 1 triệu trong này ha. Ok ha, coi như là tất cả 2,5 triệu ha, nhưng mà mấy anh em đua là chỉ được 25 phút thôi. Sao ba anh em đồng ý không? Dạ. Tại vì hỏi mà để 30 phút, 40 phút vẫn được, nhưng mà không còn gì gọi là hấp dẫn thi. Vậy chót chắc được ba cái dĩa bự này. Đúng rồi, chót là không tính. Chót hôm nay chót là không có tiền nha. Tại vì ba người rồi chót thì có tiền nữa thì nó vô lý quá. Rồi 2,5 triệu đây ha. À, mình để đây luôn. 30 phút để đây luôn. Đó. À, sao xin đại diện ba anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng cơm với ba anh em của mình. Dạ, xin mời. Mới nãy nói 25 phút mà giờ cho thêm 5 phút nữa vậy. Ủa lộn, 25 lộn. Không dịch còn lộn nữa bạn. Không hỏi để thôi cái vô. Rồi hỏi ha. Đỡ không vô cái 25, 26 phút cái cự cãi đúng không? Đúng. Ok, 25 phút ha. 1, 2, cháy. Heo quay heo sữa này quay mà kho với lại dưa cải nước dừa ăn là hết bài luôn. Nên là cái kho này thì đơn giản, bây giờ mình không có quay, cũng rất mong cô bác chị bạn thông cảm. Tỏi ớt nước tương mình ốp vô lại, phi tỏi lên cho thơm, bỏ đổ nước dừa vô là kho. Thank you.
Thank you.
hết trước cái quyền Obito đó nha. Hết sau là không có quyền ôm. Quá trước thì cắn rồi. Ai hết trước đây Tung và Thái, ba anh em. Và ôm luôn. Hay quá bạn Thành ơi. Ăn xong không có hấp hấp tô canh nha. Cái nó đã luôn. Đã luôn hả? Còn à, hai anh em ở lại. Người nào hỏi đi trước là người đó thắng. Câu lạc bộ Thành là ổng rồi. Hai bạn gì sau này không có quyền rồi. Giờ còn một giải một duy nhất đó là ăn ủi khí kích rồi Tung Thái hôm nay sẽ chậm quá với em. Hôm nay mấy ông làm quá là ok mà có 14 phút, Thành làm xong là 13 phút. Thành nói ăn rất lẹ luôn. Nhưng mà anh em như Thành hoặc Tung rồi Thái, ba anh em đây, nhiều khi thi nhiều khi ăn cũng phải dính miệng mòm được chút xíu. Đôi lúc thì cũng rất mong người cô bác chị bạn thông cảm cho mấy anh em mình. Để thi mà ăn cũng không được sạch đẹp lắm. Còn mà ngồi mình ăn thưởng thức thì lúc đó là cái miệng mình ăn nó không có sạch và đẹp rồi. Để thi. Anh chỉ có cái khúc đầu em bị nhức cục á. Ừ. Sao biết cục em? Ăn làm thể nó khô quá, cái em không có nuốt lẹ quá. Nuốt lẹ quá. Nó không có ợ lên á. Mới bắt ngạn luôn chứ nhức cục mới vậy. Quá hay luôn, hôm nay Thành vượt lên chính mình luôn. Hay lắm bạn ơi. Ok, vậy là bạn trong đó là 2,5 triệu. 2,5 triệu, bạn lấy 2 triệu đi. Cầm. Đó, tôi chia giùm cho. Hôm nay Thành vượt lên chính mình luôn. Lát em đổi ra cho em 300 ăn ủi nha. Cho nhiêu ngon nghe không gõ? 300 à, ok. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và an khang. Chào lại, bye bye.